chưa? Thì đơn giản như vậy thôi. Thì nội dung bài giảng của chúng ta gồm có đại cương về các tổn thương và cách khám và chẩn đoán, cũng như nguyên tắc điều trị. Mình chỉ ngang với nguyên tắc thôi, bởi vì các bạn thấy vốn thành ra đi sâu cũng có ý nghĩa gì hết. Nhưng cái chính của các bạn đó là gì? Các bạn phải biết khi nào của bệnh nhân chấn thương sọ não phải mổ và khi nào bệnh nhân chấn thương sọ não phải điều trị nội khoa. Hiểu biết được chưa? Mục tiêu của các bạn là điều đó. Tuy nhiên muốn được cái điều đó thì các bạn phải dùng nó cho ra đó là lên chấn thương sọ não hay không đã. Ha? Thì mình đại cương một chút. À, úi dầu quên mất cái sọ rồi. Lấy cái sọ của mình để nhớ, dễ nhớ nhá. Thì cái sọ của mình bao gồm có cái lớp đây là tóc này, tóc của mình này, thấy chưa? Sau đó là cái lớp da, tiếp tục đó là một cái màng gọi là màng xương hay là người ta hay gọi là cornea. Có thấy không? Nhỏ quá hả? Ồ vậy hả? Alo. Thấy chưa? Đó có mấy bạn đi vô này. Đó là lớp mình không? Rồi chúng ta sẽ có đó là cái lớp